các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ Eden nhé. Và cô ngày hôm nay lại tiếp tục đồng hành cùng chúng ta trong một bài học mới. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay là các hành động liên quan đến chủ đề Playtime. Ok, now let's start. Các con nhìn thấy hình ảnh đây là hình ảnh gì nhỉ? Hình ảnh một cái chổi đang sơn những cái màu lên tường đúng không? Có rất là nhiều màu sắc đúng không nhỉ? Và chúng ta có hành động đang sơn là painting. Các con nghe nhắc lại với cô nhé. Painting. Painting. Lại lần nữa nào. Painting. Ok, về cái. Và động từ tiếp theo. Các con thấy một chú hổ đang cầm trên tay mình hai con rối đúng không nhỉ? Hai con puppet. Và chú đang dùng tay để nói chuyện với nhau đúng không? Vậy mình sẽ có một cụm từ talk with hands. Nhắc lại lần nữa nào. Talk with hands. Ok, very good. Again, talk with hands. Talk with hands. Ok, very good. Và động từ tiếp theo. Ở đây chúng ta nhìn thấy một bạn gấu đang làm gì nhỉ? Đang vẫy tay đúng không? Chúng ta dùng hành động này khi mà chúng ta gặp một ai đó hoặc là chào tạm biệt một ai đó đúng không? Vậy trong tiếng Anh chúng ta sẽ có động từ wave. Wave. Ok, các con lưu ý âm đuôi cho cô này. Wave. Ok, về cái động từ tiếp theo. Wow, một đôi bàn tay đang làm gì nhỉ? Đang múa mẩy những cái đôi những cái ngón tay của mình đúng không? Và mình sẽ có động từ là wiggle hands. Wiggle hands. Lại lần nữa nhé. Wiggle hands. Wiggle hands. Very good. Sang động từ tiếp theo. Một bạn nam đang vẽ một cái gì đấy, đang viết một thứ gì đấy đang lên bầu trời đúng không? Hoặc là vào trong không trung đúng không? Chúng ta sẽ có động từ là write letters in the air. Ok, write letters in the air. Ok, write letters in the air. Nghe cô đọc lại lần nữa nhé. Write letters in the air. Ok, write letters in the air. Ok, very good. Chúng ta ôn lại một chút nữa nhé. Write letters in the air. Ok, very good. Từ này đọc là gì nhỉ? Đúng rồi, wiggle hands. Wiggle hands. Wiggle hands. Very good. Từ này là gì nhỉ? Wave. Wave. Very good. Wave. Và đây thì sao nhỉ? Có bạn nào đọc được động từ này không nhỉ? Talk with hands. Talk with hands. Very good. Talk with hands. Okay. Painting. 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 Okay, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Và xin chào tạm biệt các con. Hẹn gặp các con trong những bài học lần sau nhé. Goodbye.